Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thả chiếc diều này các bạn nhé. Tôi sẽ thả chiếc diều đại trà 28. Thì mình sẽ thả chiếc diều các bạn nhá, rồi cho chiếc lá cờ bay theo sau. Đấy, nói chung là cho lá cờ Việt Nam bay lúc nãy ở trên bầu trời luôn các bạn nhá. Đấy, giờ sẽ đâm lên này. Mình sẽ thiết kế buộc cái này vào đuôi các bạn ạ. Đây là một cái đoạn dây khá là dài đấy. Đâu, cái này buộc rồi đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ buộc vào đây các bạn nhá. Mình sẽ lấy cái phần dây này, mình sẽ buộc vào đây. Còn đoạn dây lá cờ này tí buộc sang đây cho anh nhá. Sang đây này, sang đâu? Sang cung. Sang cái phần dưới đuôi này. Đây 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 này. Mình sẽ buộc phần dưới đuôi này các bạn ạ. Đây cái cũng sáo này. Không, cho vào trong đây này. Đoạn dây cũng sáo à? Ờ được đấy. Ờ được rồi. Làm gì khi nên ta gặp nhau không hoài nghi. Giờ mình sẽ cho chiếc diều này lên luôn các bạn nhá. Mặc dù chiếc diều này thả rất là nhiều lần rồi nhưng mà gắn hôm nay là đặc biệt hơn, là gắn thêm cái lá cờ nước Việt Nam mình các bạn ạ. Đấy, lá cờ cực kỳ là đẹp luôn. Đây là một chiếc lá cờ mới các bạn nhá. Đấy. Ôi trời. Đang này em ơi. Không sáo nào. Có sáo một cọng. Có đây một dàn đây. Một dàn còi. Làm đi, làm đi, làm đi. Anh tìm thấy răng còi chưa? Chưa. Anh nhìn chân bò ơi. Ông ơi, lại dư một cái, một thằng dư lá cờ đi. Đâm chưa? Thằng cung nó không cần. Không. Ừ. Chặt đấm em. À đâu? Lá cờ đâu? Công cầm lá cờ mà, công cầm lá cờ đi. Bây giờ đợi em. Ok rồi đấy. Ok rồi đấy. Đi em ơi. Thôi Dung ơi, không cần anh nữa. Đấy các bạn nhá, mình vừa xong là mình đã cho chiếc diều này nên kéo thêm một cái lá cờ đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thả bay con flycam lên đoạn kia cho các bạn ngắm nhé các bạn nhá. À, giữ giữ cho anh ạ. Hôm nay gió to lắm, không biết thả flycam cho flycam bay thì có sao nhỉ? Nhẹo. Nhẹo à? Mày thế khinh thường flycam anh thế. Giữ giữ cho anh. Mình sẽ cho thằng em kéo các bạn. Cứ thả anh, cứ thả. Kéo được không? Được. Nhưng mà đừng thả ra nữa nhá. Sợi một tay. Cái can nó mất rồi. Em để gì đấy đâu em để. Má ơi. Mình sẽ cho con phần cam này cho lên chiếc diều các bạn nhé. Cao 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 đi em, đừng thả nữa. Không cần thả, cái này chỉ có cắt thôi. Thôi chỗ đấy có ít rồi. Chuyện này cái kìa. Nặng không? Cầm. Tao muốn cắt không? Không. Mày cầm đi. Nãy đi cầm dây để tao buộc ạ. Thôi nhá. Bày mẹ nhá. Bố vào. Quấn nặng. Quay cả máy bay pin. Ok các bạn ơi. Chết đấy. Ôi giời ơi. Mày qua vẫn còn pin dự phòng. Ba hộp. Tiếp hồn anh còn để tiếp hộp. Mang cái này vào trong nhà sạc cho anh. Chỗ cái
diều của mình ấy thì đang bay lộng lộng trên trời đúng không các bạn nhá. Kéo thêm chiếc lá cờ Việt Nam cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Nhìn ở trong máy quay này thì cực kỳ rõ luôn các bạn. Nhìn rõ cả con rìu kéo lá cờ đấy các bạn nhá. Nếu mà làm một chiếc lá cờ thật là to thì kéo lên vẫn ok các bạn ạ. Đó. Nên rất là cao luôn. Con diều này là trước nó kiểu nó hay bị đánh ấy, thế là đợt này mình chỉnh thuần phục cho giờ nên cao và rất là chuẩn các bạn nhé. Giữ giữ chú. Giờ mình sẽ bay con phở đầy can đây các bạn nhé. Đó thì mình đã cho con phở đầy can lên xong rồi các bạn. Thì hiện tại là nếu mà cho con phở đầy can bay xong thì kiểu như là gió to các bạn ạ, không thể kháng gió to. Bởi vì con đấy là con phở đầy can mini mà. Ngỗng kia nặng. Được. Hảo án. Thôi để cho nó bay rồi cho nó đẹp rồi. Mà thả dài dây là tí nữa được không? Thôi, để mày đi. Kéo cái này, cái này mà cong được bộ sáo thì mấy hôm nữa mình sẽ lấy thêm bộ sáo bò về các bạn nhé. Đi tìm lại cái bộ sáo bò các bạn. Tìm lại bộ sáo bò xong thì mình sẽ đi mua thêm một vài bộ còi vắt về chơi nữa các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn mua bộ sáo còi vắt thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Zalo của mình nhé. Mình có bán các loại sáo luôn, các bạn muốn đặt bao nhiêu quả cũng được, ok. Đấy. Sáo của mình âm cực kỳ nét luôn các bạn nhé. Bao nip cho các bạn xem là chiếc diều mình thả, nói chung là thả chiếc diều khá là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn là mình sẽ gắn cái lá cờ Việt Nam vào. Đó. Nên rất là ok đó các bạn nhé. Bây giờ mình có lẽ mình sẽ cứ để chiếc diều bay như thế này thôi. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nhé. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.